buổi tối ngày hôm nay sẽ thi đấu từ lúc 19 giờ, thi đấu từ trận thứ 41. Thì người các đội chú ý thông lịch, đúng 19 giờ sẽ vào thi đấu. Mời hai đội Kỳ Sơn và Quảng Thanh, xin mời hai đội đăng ký đội thi đấu. Xin mời hai đội nam nhóm 2 Kỳ Sơn Quảng Thanh. Thank you.
xin mời hai đội Kỳ Sơn và Quảng Nam vào sân thi đấu. Thank you.
Thank you.
Xin mời hai đội cao nhân và Kỳ Sơn đăng ký đội thi đấu. Xin mời hai đội nữ cao nhân và Kỳ Sơn khẩn trương và đăng ký đội thi đấu.